đến cái clip Winner làm nội tour đi cho nó nhẹ xe với con nó không có bị lỡ nha. Cái xe này lúc nãy là nó bị lỡ con rồi em trai này mới làm. Đó, rồi em xem nha. Mưa dần quá sàn mình xây bánh đâu mà ra là mình làm hết cái bị cái tình trạng động nồi luôn rồi. Đó, nghe không? Rất là êm luôn. Kêu anh em nó xem cái clip nha. Quay đi làm luôn đi ha. Sao đất luôn. Ok anh em xem clip nha. Đây sau khi mở cái nồi Winner ra. Xe này xe zin nha. Bố nó bị mòn. Đi làm luôn, hỏng luôn. Nhâm tiến hành mình làm các bạn của mình cái nồi này nó bị rơ đập lên rồi. Mình làm xong rồi mình test cho anh em xem ha. Mưa tiếp tục mưa hoài còn thấy chiêu có sung hả? Đang còn trong cái bịch MSH 62 Jin Jin full support lớn cam thái con đất nồi với bô cả chiếc ẹp làm sớm hai Jin Jin full support và ICF. Rồi mưa hoài.